Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ giúp các bạn tìm ra một ngành hàng phù hợp, giúp các bạn lựa chọn được những sản phẩm có biên độ lợi nhuận cao, biên độ lợi nhuận tối đa khi các bạn kinh doanh ở trên Shopee. Vậy thì trước khi đi vào bài học của chúng ta thì mình muốn giới thiệu qua cho các bạn về lộ trình của khóa học này. Khóa học này sẽ bao gồm 5 chủ đề. Chủ đề đầu tiên, chúng ta sẽ đi cùng nhau đi tìm hiểu về các ngành hàng hot ở trên Shopee, ưu và nhược điểm của từng ngành, các tiêu chí lựa chọn sản phẩm, đúng không ạ? Ví dụ ngành thời trang, ngành gia dụng, ngành mỹ phẩm, ngành mẹ bé, ngành thực phẩm chức năng, hay là những ngành nhà cửa đời sống hay là bách hóa online, thì những cái tiêu chí, những cái ưu điểm của từng ngành để mình cùng nhau phân tích để đưa ra một cái quyết định xem là rằng liệu các bạn có phù hợp với những cái ngành này hay không, đúng không ạ? Chủ đề tiếp theo nữa thì chủ đề thứ hai mình muốn cùng chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích tiềm năng của thị trường, đúng không? Sau khi các bạn lựa chọn được ngành rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích thị trường và phân tích đối thủ, đo lường xem là volume từ khóa này, phân tích đối thủ này, xác định được cái lợi thế cạnh tranh khi các bạn kinh doanh ở những cái ngành hàng mà các bạn lựa chọn. Trong chủ đề thứ ba, mình sẽ cùng các bạn xây dựng những chiến lược và mô hình kinh doanh, tư duy triển khai cho từng ngành hàng và phân bổ nguồn vốn như thế nào, đúng không ạ? Tại vì trong khóa học này chắc hẳn rằng là hầu hết các bạn đang có những cái nguồn vốn khoảng tầm dưới 50 triệu, đúng không ạ? Có thể có bạn có nhiều hơn là có vốn khoảng tầm dưới 100 triệu. Thì vậy làm thế nào để chúng ta có thể chi tiêu nguồn vốn đấy một cách hợp lý, phân bổ nguồn vốn đấy một cách hợp lý và an toàn khi bạn kinh doanh ở trên Shopee, thì chúng ta sẽ học ở trong chủ đề thứ ba. Chủ đề thứ tư, chúng ta sẽ đi lập kế hoạch triển khai, đúng không ạ? Mình sẽ cùng các bạn lập một cái kế hoạch triển khai cho toàn bộ những cái dự án mà các bạn lựa chọn. Ví dụ triển khai ngành thời trang sẽ là như thế nào, triển khai ngành hàng đồ gia dụng ra sao, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích, mình sẽ có một cái bản kế hoạch, đúng không ạ? Và mình sẽ hướng dẫn các bạn triển khai một kế hoạch cực kỳ bài bản, đúng không ạ? Giúp bạn thứ nhất là tiết kiệm thời gian, thứ hai là tiết kiệm công sức, và thứ ba nữa là tránh được những cái rủi ro khi mà các bạn chưa có kinh nghiệm, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ tránh được cái rủi ro dẫn đến là cái tỷ lệ thành công khi các bạn lựa chọn được đúng sản phẩm nó sẽ cao hơn so với việc là các bạn không có một kế hoạch rõ ràng. Và chủ đề thứ năm là chủ đề hot nhất trong cái nội dung của cái khóa học này, đó là tìm kiếm nguồn hàng tận gốc. Mình sẽ tổng hợp cho bạn tất cả những cái sản phẩm, những cái nhà cung cấp hot ở Việt Nam hay là ở Trung Quốc, những người họ đang có những cái nguồn hàng rất là tốt về như là thời trang này, phụ kiện này, túi xách ví da, đúng không ạ? Hay là đồ bơi, hay là đồ thể thao, hay là đồ gia dụng, hay là đồ mẹ bé. Thì tất cả những cái chủ đề này thì chúng ta sẽ học ở mục số 5 các bạn nha. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên của buổi học chúng ta, đó là Shopee thì năm 2021 thì các bạn nên bán ngành hàng gì, đúng không ạ? Thì ở trên Shopee thì nó có những ngành như là thời trang này, gia dụng, phụ kiện, mẹ bé, mỹ phẩm, nhà cửa đời sống, chăm sóc thú cưng, thiết bị điện tử và rất là nhiều những ngành hàng khác. Thì vậy thì câu chuyện ở trong đây là vậy thì chúng ta nên lựa chọn ngành hàng gì, đúng không ạ? Thì nên lựa chọn ngành hàng gì nó còn phải phụ thuộc vào khả năng của các bạn, đúng không ạ? Các bạn đã và đang có kinh nghiệm ở trên lĩnh vực gì, hay là bây giờ nếu các bạn bảo là bây giờ em chưa có kinh nghiệm, chưa có kiến thức ở trên bất kỳ ngành hàng gì, thì việc của các bạn là gì ạ? Là phải tìm hiểu. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ngành hàng đầu tiên, đó là ngành hàng thời trang ở trên Shopee. Ngành hàng ở thời trang ở trên Shopee thì nó sẽ có 9 những cái phân ngành, như đầu tiên đó là thời trang nam này, thời trang nữ này, giày dép nữ này, túi ví đồng hồ, giày dép nam, phụ kiện thời trang, thể thao và du lịch, và thời trang trẻ em. Thì đây là ngành hàng thời trang ở trên Shopee, và cái ngành hàng này là một cái ngành hàng cực kỳ hot nha. Theo mình đánh giá thì đây là một cái ngành hàng hot nhất ở trên Shopee, và để triển khai ngành hàng này thì nó cũng không có gì là quá là phức tạp, đúng không ạ? Ví dụ các bạn triển khai phân mục như là thời trang nam hoặc là thời trang nữ, hay là các bạn triển khai những cái mặt hàng như là phụ kiện, đồng hồ, túi xách, ví da, thì ở mỗi một cái ngành hàng này thì nó sẽ có những cái ưu và nhược điểm khác nhau. Đối với ngành hàng thời trang nữ, như là các bạn muốn buôn quần áo này, quần áo thời trang nữ, thì cái dung lượng thị trường của thời trang nữ là cực kỳ lớn các bạn nha. Nghĩa là cái số lượng người, đúng không ạ, lên trên Shopee để mua những cái mặt hàng thời trang nó cực kỳ nhiều, vô cùng nhiều các bạn. Vô cùng nhiều. Đó là thời trang nữ. Thứ nhất là ở cái ngành hàng thời trang nữ này thì nó cũng có những cái vấn đề gì ở đây.
Thứ nhất là giá thì nó khá là cạnh tranh, đúng không ạ? Nó sẽ có rất là nhiều những phân khúc giá từ khoảng tầm 7-80 nghìn cho đến khoảng tầm 300-400 nghìn. Thì đấy là cái phân khúc giá mà đang được bán chạy và bán tốt nhất đối với phân khúc là thời trang nữ. Mẫu mã thì khá là đa dạng, đúng không ạ? Thì cái mặt hàng này nhu cầu lớn thì nó cũng có rất là nhiều đối thủ cạnh tranh ở trong ngành hàng đấy. Nhưng mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để các bạn có thể tạo được ra những cái lợi thế cạnh tranh cho riêng mình để các bạn có thể phát triển và bán tốt cái ngành hàng này. Ngoài ra thì có ngành hàng thời trang nam đây. Ví dụ như đây là ngành hàng thời trang nam. Thời trang nam thì dung lượng thị trường nó sẽ thấp hơn thời trang nữ. Đấy, mẫu mã thì sẽ ít thay đổi. Mẫu mã ví dụ như là quần áo nam, ví dụ như là các bạn làm thời trang công sở nam thì nó cũng chỉ có một vài cái mẫu mã thôi, quần thì nó cũng chỉ có một vài cái màu sắc như thế thôi. Đấy, áo sơ mi thì nó cũng chỉ vài những kiểu đơn giản như thế thôi. Nhưng mà cái ngành thời trang nam ấy thì dung lượng thị trường nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, người nam bản thân nhá, những cái giới tính nam ấy, nghĩa là những người nam thì họ sẽ mua sắm ít hơn, nghĩa là cái đối tượng tệp đối tượng người dùng ở trên Shopee phải đến khoảng tầm 65 cho đến 70% nó là tệp khách hàng là nữ. Còn tệp khách hàng nam thì nó sẽ chiếm khoảng tầm từ 35 đấy đến 40% tầm tầm đấy ở trong khi mà đối tượng mua sắm ở trên Shopee. Thì hai cái ngành thời trang nam và thời trang nữ và thời trang trẻ em này, ngoài ra thì còn có cả ngành thời trang trẻ em nhé. Thì mình nói trước về ba cái ngành hàng này, đó là ba mặt hàng liên quan đến quần áo. Ở thời trang trẻ em ấy, như mình cũng đang kinh doanh cả thời trang nữ và thời trang trẻ em, thì cái mặt hàng này ấy, thì nó có một cái nhược điểm là như này. Đấy, nhưng khi mà các bạn triển khai ngành hàng thời trang ấy thì bài toán lớn đặt ra ở đây đó là gì? Đó là xử lý được hàng tồn kho. Đấy, tại vì khi mà các bạn, đặc biệt là khi mà các bạn kinh doanh thời trang trẻ em, đúng không ạ? Ví dụ như là một bộ quần áo thời trang trẻ em thì nó sẽ có rất là nhiều size, đúng không ạ? Ví dụ như là một cái áo của trẻ con như này, đúng không ạ? Đây là mình ví dụ thẳng trực tiếp cho các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn lên màn hình. Ok, ví dụ đây là một cái shop mà bên mình mới triển khai cách đây có mấy ngày thôi. Đây. Ví dụ đây là một gian hàng thời trang trẻ em của mình. Thì như các bạn nhìn thấy đúng không ạ? Thời trang trẻ em thứ nhất là nó sẽ có rất là nhiều màu sắc đây. Ví dụ cũng là một cái áo như này. Nó có đủ các màu 1, 2, 3, 4 này. 5, 6 màu. Nghĩa là một mẫu quần áo của trẻ em mà lại có đến 6 màu sắc đúng không ạ? 6 màu sắc thì các bạn nhìn thấy size không? Size số 2 là 8 đến 10 cân, size số 3, size số 4, size số 5, size số 6. Thì khi mà kinh doanh thời trang trẻ em ấy, thì nó sẽ có rất là nhiều phân loại hàng trên một mẫu hàng nha, trên một mẫu hàng. Ví dụ ở đây là áo phông bé trai và bé gái unisex đúng không ạ? Riêng một mẫu này thôi mà đã có 6 phân loại hàng, mà trong mỗi một phân loại hàng thì lại nó lại có 6 size, à 5 size như thế này đúng không ạ? Thì một cái mẫu này của mình đã có khoảng tầm 30 chủng loại khác nhau rồi, trên một mẫu mà lại có 30 phân loại hàng khác nhau. Thì bây giờ mỗi mẫu size 2 này thì mình cũng không thể để tồn có một hai cái được đúng không ạ? Vì mỗi một mẫu này mình ít nhất thì mình cũng phải có tồn đến 3 40 cái. Nên là kinh doanh thời trang trẻ em ấy thì nó cũng rất là hot thôi, nhưng mà các bạn trong thời gian đầu ấy thì các bạn kinh doanh thời trang trẻ em thì cái vốn của các bạn thì nó sẽ phải nhiều hơn so với kinh doanh thời trang nữ hay là thời trang nam, tại vì nó rất là nhiều mẫu đúng không ạ? Và các bạn hiểu rằng là khi mà kinh doanh ở trên Shopee thì các bạn ví dụ như các bạn nhập một cái mẫu này của mình giống như mình chẳng hạn thì nó có đến hàng 4 5 màu, thì các bạn sẽ cái cửa hàng của bạn nếu mà chỉ có một mẫu thì nó sẽ không thể thu hút được khách hàng được. Thì đây là những một trong những cái nhược điểm khi mà các bạn kinh doanh thời trang trẻ em mà mình muốn phân tích với các bạn ngay từ đầu để các bạn bạn hiểu rõ. Còn kinh doanh thời trang trẻ em thì nó cũng rất là đơn giản nên nó không có gì là quá là khó khăn cả. Nhưng mình muốn ở trong cái khóa học này mình sẽ phân tích là ưu nhược điểm của từng ngành hàng. Ví dụ như là thời trang nữ. Thời trang nữ đây. Đúng ạ? Thì ngành hàng thời trang nữ ấy, thì nó sẽ có thời trang nam và thời trang nữ, thì ví dụ nha. Đây nha, mình sẽ ấn vào phần thời trang nữ nhé. Các bạn ấn vào trang chủ Shopee vào mục thời trang nữ thì các bạn có sẽ thấy là những cái mẫu bán chạy ở ngành hàng thời trang nữ. Đây là ví dụ như quần áo ở đây.
thì nó cũng chỉ có hai màu trắng và đen thôi, nó còn chẳng có size nữa, đúng không? Ví dụ đây là thời trang của giới trẻ như unisex, nghĩa là cả nam cả nữ đều mặc được. Nghĩa là đây nó có một cái dòng hàng thời trang là thời trang unisex. Thời trang unisex nghĩa là gì? Nghĩa là cả nam và cả nữ mặc được và nó chỉ có một size thôi. Đấy như đấy các bạn nhìn thế này, nó chỉ có màu trắng hoặc màu đen. Nó không có size 2, size 3, size 4, size 5 thì dẫn đến là việc thứ nhất là tồn kho nó sẽ ít hơn. Đúng ạ. Tồn kho nó sẽ ít hơn. Tồn kho nó sẽ ít hơn dẫn đến là việc các bạn phân bổ nguồn vốn ấy thì cái shop của các bạn nó sẽ được đa dạng sản phẩm hơn thay vì việc là các bạn bán thời trang trẻ em như của mình, đúng không? Vì đây là shop của mình thì nó sẽ rất là nhiều mẫu dẫn đến là phải đổ rất là nhiều tiền vào cái ngành hàng này thì mới phát triển được đa dạng những cái mẫu mã như thế này. Đấy ví dụ như các bạn nhìn thấy đây là cái shop của mình. Shop này thì mình cũng mới triển khai được có mấy ngày thôi. Đấy, khoảng tầm 2 3 tuần thì mỗi một mẫu này nó lại có rất là nhiều màu đấy. Một mẫu rất là nhiều màu, ví như mẫu này nó có 3 màu này. Đấy, mẫu nào nó cũng có rất là nhiều màu sắc khác nhau. Rất là nhiều màu sắc khác nhau dẫn đến là cái lượng tồn kho ở trong kho luôn luôn phải dự trữ rất là lớn, đúng không ạ? Và ví như đây là cái mã sản phẩm này của mình có 20 mã sản phẩm thôi mà mình phải có một cái kho rất là rộng để chứa được những cái sản phẩm của thời trang trẻ em như này, tại vì mỗi một mẫu nó lại rất là nhiều size và mỗi một size thì nó lại rất là nhiều màu đấy, nên là các bạn phải thật chú ý nha, chứ không thì là các bạn lại bị mắc vào một cái bẫy là đó là bây giờ thấy người ta bán quần áo trẻ con thấy bán được quá mình cũng nhảy vào nhưng mà mình lại ôm hàng nhiều quá dẫn đến là mình nguồn vốn của mình thì có hạn thôi, đúng không ạ? Không thể có quá nhiều tiền được, nhưng mà ví dụ một mẫu này các bạn trên một mẫu này nhá, trung bình mình nhập một cái áo như thế này nó rơi vào khoảng tầm 27.000, 25 đến 27.000, đúng không ạ? Một mẫu này thì nó sẽ có 5 size, 5 size thì cộng với lại có hai màu đi thì nghĩa là một mẫu này là có 10 10 phân loại rồi, 10 phân loại thì mỗi phân loại thì phải ít nhất phải nhập 50 cái. Thì các bạn đã phải là mất một đống tiền ở trong đấy rồi. Đúng không ạ? Thì nó sẽ rất là khó để triển khai, ví dụ như cái shop này mình phải đầu tư vào đấy khoảng hơn 100 triệu đến khoảng 150 triệu thì mình mới làm được hết rất là nhiều những cái mẫu như thế này. Đấy nhưng mà câu chuyện của các bạn khi mà các bạn mới bắt đầu thì các bạn phải có những cái cách triển khai khác, đúng không ạ? Có mình muốn hướng dẫn các bạn là cách triển khai làm thế nào để với cái nguồn vốn hạn hẹp, đúng không ạ? Với một nguồn vốn ít mà các bạn vẫn có thể triển khai được thì mình sẽ phân tích cho bạn từng cái ưu nhược điểm của từng ngành, đúng không ạ? Ví dụ như thời trang unisex như này thì ưu điểm của nó là gì? Ưu điểm của nó là nó không có ít sai số, có thể là có sai nhưng mà nó sẽ rất là ít sai số, và thứ hai nữa là nó không bị giới hạn bởi cái gì ạ, giới tính. Đấy, cả nam cả nữ đều mặc được, đúng không? Thì đây cũng là một cái ngành hàng rất là hot khi bạn kinh doanh ở trên Shopee đối với ngành hàng thời trang, đúng không? Ngoài ra thì nó ví dụ như là ngành hàng thời trang nữ thì nó có ví dụ các bạn báo có thể bán áo này hoặc là bán đầm này hoặc là bán chân váy, đúng không? Những cái mẫu quần áo chân váy như này nó cũng rất là ít mẫu thôi, nó ít là ít size đấy, dáng ngắn này, đây là nó chỉ có dáng ngắn này, dáng dài này, vải màu trắng này, đấy thì nó có rất là ít mẫu dẫn đến là việc các bạn triển khai thì các bạn cũng không lo về tồn lắm. Đây ví dụ như mẫu này họ bán cũng rất là tốt này, đấy nó không có size luôn, nó chỉ có màu khác nhau thôi. Còn thời trang trẻ em thì nó nhiều màu sắc khác nhau nên là triển khai nó cũng sẽ phức tạp hơn so với việc là thời trang nữ. Thời trang trẻ em ấy thì nó có một cái vấn đề đó là trẻ em thì các bạn biết là như nào rồi ạ. Nó thường lớn nhanh. Nên là quần áo thì nó sẽ phải thay đổi liên tục ví như thì đây là cái hay của khi mà kinh doanh thời trang trẻ em. Khi là một khách hàng của mình ấy thì trong một năm này họ sẽ chi rất là nhiều tiền khi mà họ mua quần áo, tại vì trẻ họ mua cái bộ của trẻ con bao giờ họ cũng không bao giờ họ mua một bộ. Đấy. Thứ nhất là họ bao giờ họ mua 2 đến 3 bộ. Thì đấy là cái ưu điểm khi mà các bạn kinh doanh thời trang trẻ em. Ví dụ họ mua một lúc là 2 đến 3 bộ cho con cơ chứ họ không mua một bộ đâu. Đấy. Thời trang trẻ em nếu muốn bán tốt thì nó có một cái yếu tố đó là các bạn nên lựa chọn những cái mặt hàng, những cái chủng loại mà nó thành một bộ ấy. Đấy. Ví như đây là mình bán nguyên áo này thì các mẹ đúng không? Họ sẽ không thích như là mua cả một set cả một bộ cho con như thế này, họ sẽ thích hơn là chia ra thành từng áo hoặc là quần đấy, nên là chú ý đây là cái kinh nghiệm của mình thôi, đây là kinh nghiệm thực tế khi mình triển khai về mảng thời trang trẻ em thì những
cái mà thời trang trẻ em ấy, thì các bạn nên chọn những cái bộ, những cái set, những cái bộ như này nhé. Thì bây giờ khi mà kinh doanh thời trang ấy, thời trang nam hay là thời trang nữ hay là thời trang trẻ em, thì các bạn phải cố gắng giúp mình là tối ưu hóa cho mình được cái nguồn nhập hàng, đúng không ạ? Nếu các bạn nha, trong thời gian đầu các bạn chưa có nhiều vốn, đúng không ạ, thì các bạn cứ chấp nhận cho mình, các bạn nó sẽ có hai cái hình thức triển khai. Một nhé, là các bạn nhập sản phẩm từ Trung Quốc về Việt Nam và các bạn bán. Thứ hai là các bạn lấy mẫu mã của Trung Quốc, đúng không ạ, và các bạn đặt xưởng ở Việt Nam để sản xuất. Đấy, thứ ba nữa là nó có một cái cách nữa là bây giờ ở các cái kho, những cái nhà, những cái xưởng sản xuất quần áo ấy, thì nó họ sẽ có mẫu sẵn rồi, thì các bạn nhập mẫu của họ có sẵn và mang về trên shop của mình để mình bán. Thì mình sẽ đi phân tích từng cái hình thức để triển khai như sau. Hình thức đầu tiên nhé, trước đây thì mình cũng sẽ chia sẻ các bạn, trước đây thì câu chuyện là hồi xưa thì mình sẽ làm như thế nào đây. Ví dụ còn làm như nào nha, cụ thể thì mình sẽ cùng nhau phân tích sau. Nhưng trước mắt mình muốn cùng các bạn phân tích một chút về cái tư duy để làm thời trang một cách hiệu quả. Vì cái nội dung cái video này nó sẽ rất là dài nhá. Nó sẽ rất là dài, và những bạn nào mà đang quan tâm đến thời trang thì cùng nhau cùng mình phân tích, tại vì mình sẽ phân tích rất là kỹ, rất là rõ để làm gì, để câu chuyện là làm thế nào để các bạn có thể tránh được những cái rủi ro khi bạn kinh doanh. Ở đây thì ví dụ nha, có những cái cách triển khai, ví dụ cách triển khai như sau. Đây. Đây mình thử chọn một cái nhà cung cấp bất kỳ đi xem nào. Ví dụ như là thời trang unisex đi. Đây. Ví dụ như thời trang unisex đi. Các bạn đợi mình chút nha, để mình tìm cho các bạn luôn. Thì cách triển khai đây đây nha, ví dụ như đây là một cái hãng thời trang dành cho tuổi teen, thì họ đang ở bên Trung Quốc. Nghĩa là khi mà các bạn triển khai về mảng thời trang ấy, thì có rất là nhiều bạn mà rất là thích bán hàng thời trang, nhưng các bạn không có gu, không có mắt để nhìn các mẫu, các bạn không biết là mẫu nào hiện nay thì đang là những cái mẫu hot để các bạn có thể kinh doanh, mà các bạn có thể bán được những cái sản phẩm thời trang ở trên Shopee một cách hiệu quả. Tại vì bây giờ các bạn nhìn mẫu thì cũng chẳng biết mẫu nào đẹp, đúng không? Thì làm thời trang ấy mà các bạn không biết nhìn mẫu ấy, thì các bạn sẽ dẫn đến là trường hợp là các bạn sẽ chọn phải sai mẫu, dẫn đến là việc các bạn chọn sai thì dẫn đến là việc các bạn không bán được hàng. Thì nó sẽ có những cái cách triển khai như sau. Đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn cái tư duy đầu tiên, đó là nó là cách như thế nào. Ví dụ các bạn có thể nhập thẳng từ bên Trung Quốc về, thì ở trên đây thì mình có những cái danh sách những cái nhà cung cấp hot, thì trong cái đường link mô tả của cái video này thì mình cũng sẽ gửi cho các bạn luôn là cái đường link này để các bạn có thể lựa chọn sản phẩm, và mình sẽ cập nhật hàng ngày, mình sẽ cập nhật thêm những cái nhà cung cấp hot đây này, những cái link sản phẩm hot, những cái nhà cung cấp hot nhé. Đấy, đây là cái ưu điểm khi các bạn mua cái khóa này, thì mình sẽ cập nhật toàn bộ ra những cái nhà cung cấp hot, những cái sản phẩm hot để các bạn có thể triển khai. Thì trước mắt thì ví dụ nhé, để mình ví dụ đây là một trong những cái nhà cung cấp hot ở bên Trung Quốc, họ đang bán cái áo này chẳng hạn. Ví dụ họ bán 7,9 tệ. 7,9 tệ thì coi như là về Việt Nam là bao nhiêu tiền, để mình tính xem nào. 7,9 khi mà mua từ hai cái trở lên, đúng không ạ? Ok, để các bạn đợi mình một chút nha. 7,9 coi như là 8 tệ đi. 8 83 là 24, coi như là về Việt Nam là 30.000 một cái áo này, nếu mà các bạn nhập thẳng từ bên Trung Quốc, đúng không ạ? Thì các bạn nhập thẳng từ bên Trung Quốc ấy, thì thứ nhất là có ưu điểm là gì ạ? Thứ nhất là hình ảnh họ đã chụp sẵn cho mình rồi. Hình ảnh họ đã chụp sẵn như này rồi. Đấy, họ đã chụp rất là đẹp. Các bạn chỉ cần lấy cái ảnh này về, đúng không ạ? Thứ nhất là các bạn sẽ lấy những cái ảnh này về. Đấy, họ lấy cái ảnh này về.
là các bạn có thể up lên trên Shopee và các bạn đã có thể bắt đầu bán hàng rồi. Thì nếu mà các bạn lấy ở bên Trung Quốc, các bạn nhập về ở bên Trung Quốc, họ đang bán khoảng tầm 25.000 một cái áo như này, chưa mặc cả. Đấy, họ bán rất là rẻ thôi. Đấy, 7,9 tệ này, 9,5 tệ này, giá rất là hợp lý mà có hình ảnh, có video sẵn rồi. Đấy, có video về sản phẩm sẵn rồi. Ok chưa? Đấy, có video về sản phẩm sẵn thì các bạn, cách này là các bạn sẽ nhập từ Trung Quốc, đúng không ạ? Tìm ra những cái nhà cung cấp hot như này, các bạn nhập thẳng từ Trung Quốc về và các bạn dùng ảnh của họ, các bạn up lên Shopee và các bạn bán. Ví dụ cái áo này nhập về Việt Nam khoảng tầm 30.000 thì hoàn toàn các bạn có thể bán khoảng tầm 50.000 là bán rất là tốt nhá. Thì bây giờ mình sẽ check xem là liệu rằng bán 50.000 thì có bán được không nào. Chúng ta phải check, mình cũng không biết là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách check đúng không? Đây ví dụ áo này. Đấy, ở Việt Nam thì họ bán khoảng tầm 69.000 đây này. Cái phân khúc bán chạy để mình xem là bán chạy là họ sẽ bán ở tầm phân khúc nào để các bạn thấy là ví dụ là 31.000 này, để xem là ông này ông bán 31.000 cái áo này. 4,8 sao đấy. Như các bạn phải xem là phân khúc giá. Đấy, nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 69 này. 50 là 69 79.000 là những cái phân khúc giá là ok, khá là tốt. Đấy, thì các bạn nhập ở bên Trung Quốc đúng không ạ? Nhập ở bên Trung Quốc thì nó giá về tới Việt Nam nó khoảng tầm 30.000 thì hoàn toàn là các bạn cũng có thể bán với giá là 50.000 đến 59.000 hoặc là 69.000 trên một mẫu như thế này nha. Bán một mẫu như này thì tất nhiên là trong tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cái quy trình nhé, cái quy trình để các bạn test, chứ các bạn lúc đầu thì các bạn không cần phải nhập nhiều đâu. Bây giờ các bạn bạn sẽ thực hiện theo quy trình là bây giờ các bạn đầu tiên bước 1 là các bạn nhập test cái sản phẩm này ở bên Trung Quốc, nhập mỗi thứ khoảng tầm 3 4 cái thôi. Để làm gì ạ? Để câu chuyện để làm gì ạ? Để xem cái chất lượng của cái sản phẩm này nó như thế nào, nó có ổn hay không đúng không ạ? Thì lô đầu tiên bao giờ cũng là lô nhập test, nhập thử ấy ạ, để xem là chất lượng sản phẩm họ có tốt hay không. Nếu mà tốt thì chúng ta mới tiến hành bước tiếp theo, đó là nhập tiếp những sản phẩm tiếp theo. Ok chưa? Đấy. Thì đây là một cái cách nha. Cách đầu tiên đó là đâu, để mình làm một cái file Word ra đây để ghi luôn cho các bạn. Thời trang. Ok. Bước 1 là cách đầu tiên là các bạn nhớ là tham gia khóa học này thì các bạn ghi, lấy giấy bút ra các bạn ghi luôn nhé. Đó là nhập sản phẩm từ Trung Quốc về. Đây, cách một là nhập thẳng sản phẩm này từ Trung Quốc về. Còn nhập như nào ở Trung Quốc ấy thì những cái video dưới mình sẽ hướng dẫn các bạn không lo đâu, các bạn cứ nghe đi, các bạn ghi chép vào. Nhập thẳng từ Trung Quốc về bởi vì sao? Trung Quốc họ có ảnh sẵn rồi. Có ảnh sẵn rồi, có video sẵn rồi, các bạn chỉ việc nhập về và các bạn bán thôi. Và các bạn sẽ phải đi check xem là ở giá ở Việt Nam hiện tại những cái mẫu nào nó tương tự như thế này, đúng không ạ? Các bạn sẽ không thể tìm được những cái mẫu mẫu y hệt như này bán ở Việt Nam đâu, nhưng mà các bạn xem là áo phông thì ở Việt Nam ở trên sàn Shopee thì họ đang bán ở phân khúc là giá bao nhiêu. Đấy, ví dụ mình nhập 7,9 tệ này đúng không? Thì về đến Việt Nam nó khoảng tầm bao nhiêu tiền thì mình có khả năng cạnh tranh được hay không? Đấy đúng không? Ví dụ nhập về Việt Nam là 30.000 nhưng mà ở Việt Nam là những cái mẫu tương tự như này họ chỉ bán 20.000 đồng thôi, thì các bạn có thể là lựa chọn sang những cái mẫu dòng sản phẩm khác đúng không? Đấy thì ở đây nó họ có rất là nhiều mẫu mã. Có thể là các bạn nếu mà các bạn có kỹ năng chụp chỉnh ảnh rồi thì các bạn có thể nhập về và các bạn chụp lại hình ảnh riêng của mình. Nhưng mà đây đây cũng là một cách nha. Còn cách thứ hai đó là gì? Cách đầu tiên đó là nhập sản phẩm về từ Trung Quốc về rồi đăng lên Shopee bán này. Đăng Shopee bán. Cách thứ hai đó là các bạn tìm ra một nhà cung cấp hot. Đây. Ví dụ mình thấy là cái mẫu bên này họ làm rất là đẹp rồi. Đấy. Họ làm rất là đẹp, hình ảnh này các bạn thấy đẹp không ạ? Đấy, hình ảnh họ có sẵn rồi, các bạn hoàn toàn có thể download những cái hình ảnh này về và các bạn bạn bán hàng nha. Mẫu họ có sẵn rồi nhưng mà giá ở đây thì họ hơi bán hơi cao đúng không ạ? Họ bán 30 tệ một cái. 30 tệ thì nhập về Việt Nam đã 120, 130 một cái áo này rồi đúng không ạ? Thì dẫn đến việc là cạnh tranh ở trên Shopee nó sẽ rất là khó đúng không ạ? Ví dụ cái mẫu này họ bán về tới Việt Nam đã khoảng tầm 120, 130 rồi.
thì các bạn sẽ rất là khó để các bạn bán khoảng 200-300 ở trên sàn. Thì câu chuyện là thế bây giờ làm thế nào, đúng không? Bây giờ thì làm thế nào? Thì có một cái cách để xử lý vấn đề này, đó là các bạn sẽ lấy những cái hình ảnh này, những hình ảnh họ có sẵn này, đúng không ạ? Họ đã chụp rất là nhiều những cái ảnh đẹp như này để các bạn có thể việc là các bạn đăng lên trên Shopee và các bạn bán thôi, các bạn đao những cái ảnh này về, lấy những cái ảnh này về để các bạn đăng lên Shopee và các bạn bán. Nhưng câu chuyện là các bạn sẽ không nhập những cái sản phẩm này ở Trung Quốc về nữa, mà các bạn chỉ lấy ảnh của họ về thôi, và các bạn sẽ đi tìm những cái xưởng ở Việt Nam. Thì ở Việt Nam thì với để sản xuất sản những cái sản phẩm thời trang ấy thì họ sẽ có rất là nhiều các xưởng khác nhau họ có thể sản xuất được. Ví dụ như cái áo này về đến Việt Nam thì họ chỉ sản xuất khoảng tầm 60.000 thôi. Đấy, 60-70.000 thôi, thì các bạn hoàn toàn có thể bán ở trên Shopee khoảng tầm tầm 90.000 đến 100.000 những cái áo này. Đấy. Nhá. Thì đấy là cái cách mà mình cũng đang và đã triển khai. Nghĩa là mình đi tìm cho mình một hai cái nhà cung cấp nhé. Câu chuyện ở đây là tìm gì ạ? Là tìm những cái nhà cung cấp. Đấy. Những cái shop này, ví dụ ở trên trang 1688 này hay là ở trên trang Taobao này, đúng không ạ? Taobao.com thì đây là những cái trang thương mại điện tử. Nó giống hệt như những cái trang Shopee, Tiki và Lazada ở Việt Nam thôi. Nhưng mà đây ở Trung Quốc thì họ sẽ là những trang như là Taobao này, 1688 này, Tmall này và rất là nhiều những trang khác. Thì mình sẽ lấy những cái mẫu thiết kế của họ. Đấy, ví dụ mình sẽ vào trong một cái shop như này, đúng không? Cái shop này tên là Nayli này, đúng không? Họ đang bán cái áo này. Thì bây giờ mình sẽ vào trong shop của họ xem là họ có những cái mẫu gì. Các bạn không lo đâu nha. Các bạn thấy mình thao tác này, các bạn bảo là bây giờ không biết tiếng Trung thì làm thế nào, thì các bạn cứ từ từ. Tí nữa đến phần sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Bây giờ mình đang hướng dẫn các bạn về cách tư duy để triển khai mặt mặt hàng về thời trang, đúng không ạ? Thì ở trên đây thì họ đã có những cái mẫu sẵn rồi, có những cái gu, những cái màu để làm thời trang sẵn rồi, đúng không? Thì các bạn chỉ cần lấy ảnh ở đây về và chuyển sang xưởng Việt Nam. Thì xưởng Việt Nam thì họ sẽ báo giá cho các bạn, à cái vải này thì họ có hay không, họ sẽ lên mẫu cho các bạn. Các bạn sẽ yêu cầu à bây giờ lên mẫu cho anh đi cái áo này, đúng không? Báo giá 60.000, đúng không? Ở bên Trung Quốc họ đang bán 35 tệ thì khá là đắt, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ phải bảo các xưởng Việt Nam là, à bây giờ lên mẫu cho tôi đi. Lên mẫu thì là bao nhiêu tiền? Ví dụ các họ bảo báo giá cho các bạn là mẫu này thì là 60.000. Ok, chốt 60.000 rồi, ok đúng không? Thì lên thử mẫu. Lên thử mẫu thì họ sẽ may mẫu cho mình để mình xem là cái chất lượng nó như thế nào. Tất nhiên là cái câu chuyện là ở Trung Quốc họ bán cái này khoảng tầm 120, thì các bạn không thể đòi hỏi được là bây giờ sản xuất ở Việt Nam 60.000 thì chất lượng phải tương đương với ở Trung Quốc được, thì điều đó là không thể nhá. Điều đó là không thể xảy ra, nên là cái chất lượng ở Việt Nam thì nó sẽ không, cái đường may nhá, cái đường chỉ, đường khâu ở Việt Nam thì nó sẽ không bằng Trung Quốc đâu, nhưng mà được cái là giá thành nó sẽ thấp hơn để các bạn trong thời gian đầu các bạn dễ dàng tiếp cận thị trường hơn đối với những người mới khi mà kinh doanh thời trang. Thì các bạn sẽ tìm ra những cái vấn đề ở đây khi mà các bạn triển khai theo cái tư duy phong cách kiểu này, đó là mình lấy mẫu ở Trung Quốc và mình đặt xưởng ở Việt Nam rẻ hơn mà mình bán. Tại vì và các bạn vẫn hoàn toàn có thể lấy ảnh này về, các bạn up lên Shopee này, đúng không? Đấy. Đây, ảnh thì họ có sẵn rồi. Đấy, các bạn chỉ cần gửi những cái ảnh như này cho cái bên xưởng sản xuất về thời trang là họ sẽ làm được đúng ra như này. Tất nhiên là màu như này, đúng không? Thì để mà 100% mà giống như này thì không có đâu, họ chỉ làm được khoảng tầm 7 đến 80% thôi. Đấy, 7 đến 80% thì tất nhiên là bây giờ mình sẽ bán ở một cái phân khúc giá phù hợp với cái giá tiền đấy, đúng không? Bây giờ các bạn bạn đặt xưởng hết 70.000 rồi thì các bạn chỉ bán khoảng tầm 99.000 đồng thôi, hoặc là 120 thôi, chứ các bạn không thể bán lên 200-300 thì khách hàng họ sẽ không mua, đúng không? Thì mình nhập giá nào thì mình bán với giá đấy, đúng không? Khi mà mình bán ở trên Shopee thì mình để biên độ lợi nhuận khoảng tầm, sau khi trừ hết đi chi phí, thì các bạn đảm bảo với ngành thời trang sau khi trừ hết chi phí là làm thế nào để có lãi được khoảng tầm 15 đến 20% đã là rất là tốt rồi. Còn muốn làm thế nào để lãi 30 phần 40% ấy, thì nó sẽ có những cái chiến lược marketing thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở những cái phần tiếp theo. Ok, thì đây là những cái cách nha, các bạn đã hiểu về cái cách này chưa? Đó là mình lấy ảnh ở Trung Quốc, đúng không ạ? Mình up lên Shopee, mình lấy ảnh này, họ có sẵn ảnh rồi, họ chụp rất là đẹp rồi. Mình sẽ không bị mất một cái khâu đó là đầu tư về vào hình ảnh nữa. Đấy.
không phải mất một khâu là đầu tư vào hình ảnh nữa. Các bạn mà chủ đi chụp ảnh mẫu như này, các bạn riêng chụp ảnh mẫu chưa biết có bán được hay không thì đã mất mấy trăm nghìn tiền đi chụp ảnh rồi, thì thay vào đó là các bạn có thể lấy những cái mẫu Trung Quốc này để các bạn đặt xưởng ở Việt Nam và các bạn bán thử, đúng không ạ? Đấy, thì khi mà đặt xưởng ở Việt Nam ấy thì câu chuyện là khi mà đặt xưởng thì bao giờ số lượng cũng phải nhiều thì họ mới làm. Thì lúc đầu ấy thì các bạn thì bây giờ chưa có tiền để đặt nhiều, đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn trước mắt nha, bây giờ cách làm thế nào để xử lý như thế nào đấy, bây giờ mỗi một mẫu này thì họ cũng sẽ yêu cầu các bạn phải đặt khoảng tầm 100-200 cái thì họ mới đặt được xưởng cơ, chứ các bạn bảo là đặt cho tôi 10-20 cái thì họ không làm đâu đấy, câu chuyện là họ sẽ không làm đâu. Thì nếu mà các bạn xác định đặt xưởng ấy thì các bạn phải xác định luôn là nếu mà mình làm ở những cái mẫu ở xưởng ấy thì các bạn phải xác định luôn là số lượng ít nhất là phải tầm từ 2 đến 300 cái trên một mẫu, đúng không ạ? Vì mẫu màu hồng này thì nó sẽ có khoảng 2-3 size, đúng không ạ? Trên một một mẫu này thì các bạn phải làm 2-300 cái thì họ mới làm, thì mới có giá được tốt, đúng không ạ? Đấy, thì câu chuyện ở đây, vấn đề chính ở đây là làm thế nào để biết được mẫu nào là mẫu bán chạy. Đấy mới cái khó, đúng không ạ? Chứ bây giờ mình nhập 10 mẫu về mình cứ đặt xưởng ra nhưng mà không biết là mẫu nào mới là mẫu bán được, đúng không ạ? Mẫu nào là mẫu bán được, mẫu nào là mẫu không bán được. Thì có thể là bây giờ tại vì cái quy trình làm ở trên Shopee nó sẽ khác so với quy trình các bạn bán hàng ở trên Facebook hay là bán hàng ở trên TikTok, thì các bạn có thể test được sản phẩm. Còn ở trên Shopee những cái yếu tố nào để một sản phẩm có thể bán được, thứ nhất là giá phải hợp lý, thứ hai là mẫu, đối với ngành hàng thời trang thì họ mua vì thị hiếu mà, đúng không? Họ mua vì thị hiếu thì mình không biết là với mắt mình thì mình nhìn thấy là đẹp nhưng mà với đa phần mắt khách hàng họ không nhìn thấy là đẹp. Thì mình phải có một cái yếu tố là mình phải test sản phẩm, đúng không ạ? Test xem là cái sản phẩm này nó liệu có phù hợp hay không. Thì bây giờ các bạn cứ hỏi xem xưởng, đúng không? Hỏi xem xưởng là bao nhiêu tiền đi đã. Ví dụ họ báo với các bạn là cái mẫu áo này sản xuất hết 60.000 thì các bạn cứ lấy hình ảnh, đúng không ạ? Các bạn đăng lên trên Shopee. Đấy, có thể là các bạn chạy quảng cáo. Chạy quảng cáo nhé. Các bạn cứ chạy quảng cáo cho mình để mình test xem là thứ nhất là xem là khách hàng họ có click vào đây nhiều không để lựa chọn sản phẩm này nhiều không. Nếu mà khách hàng mua, câu chuyện là bây giờ nếu mà khách hàng mua mà mình chưa có sản phẩm, đúng không ạ? Nếu khách hàng mua mà mình không có sản phẩm thì làm thế nào để gửi đi cho khách, đúng không ạ? Thì mình sẽ có một cách là bây giờ các bạn sẽ, nếu mà các bạn chạy quảng cáo thấy có đơn thì các bạn có thể là gọi điện cho khách nhờ khách hàng hủy hộ cái đơn này tại vì là hàng của bên mình đang chưa về kịp đấy. Thì mình cứ đo lường như thế, mình đo lường, mình thử, mình bắt buộc cái vấn đề này mình chấp nhận là mình thử mất tiền chạy quảng cáo còn hơn là việc các bạn nhập hàng về kho mà kho hàng lại tồn đọng ở trong kho và không bán được hàng, đúng không? Thì các bạn bắt buộc các bạn phải thử như thế thôi. Thì đấy là có thể là những cái cách test khi mà các bạn nhập những cái sản phẩm chưa biết là có bán được hay không, thì các bạn cứ lấy hình ảnh các bạn đăng lên Shopee, các bạn thử chạy quảng cáo, nếu mà bán được, đúng không? Xem các chỉ số liên quan đến quảng cáo thế mà tốt thì các bạn mới tiến hành là đặt xưởng nhá, chứ đừng có đặt xưởng ngay vì mình thấy đẹp ok mẫu này mình nhìn thấy đẹp quá bây giờ đặt luôn 200-300 cái, nhưng mà cái mắt nhìn của các bạn sẽ khác so với những cái mắt nhìn của khách hàng, đúng không? Các bạn có thể thấy đẹp nhưng khách hàng họ không thấy đẹp đấy, dẫn đến là cái bài toán là bị tồn kho ngay, đúng không ạ? Ok còn cách tiếp theo ở đây là gì anh em, mình nói qua này. Hoặc là các bạn nếu mà các bạn không muốn chạy test thì các bạn cứ thử nhập một hai cái ở Trung Quốc thôi, nếu mà về có đơn thì cứ gửi cho khách đấy, nhập hai, chấp nhận nhập đắt nhá, chấp nhận nhập đắt để đo lường xem là có bán được hay không đã. Đấy, nếu mà bán được thì mình bắt đầu mình nhập, mình đặt xưởng ở Việt Nam thì lúc đấy cũng chưa muộn mà, tại vì kinh doanh ở trên Shopee đó là bài toán lâu dài, các bạn không thể là nào tính một cách ăn xổi được đâu nhá, nên là các bạn có những cách, những cái chiến lược như thế để các bạn thử trong thời gian đầu đối với ngành hàng thời trang. Ok thì mình sẽ ghi cái bước này ra, đó là lấy hình ảnh đấy, lấy hình ảnh lúc đầu thì chúng ta phải, vấn đề quan trọng nhất là tìm ra được một nhà cung cấp, đúng không ạ? Tìm ra được một nhà cung cấp sản phẩm hot theo cái phong cách mà bạn thích nhá, đấy, theo phong cách, tại vì bây giờ nó sẽ có rất là nhiều phong cách thời trang, vì thời trang công sở này, thời trang tuổi teen này, thời trang trung niên này, thì các bạn tìm ở một cái mẫu ở nhà Trung Quốc ấy, thì ở Trung Quốc thì họ sẽ có những cái bộ phận họ thiết kế sẵn sản phẩm rồi, thì bây giờ các bạn bạn tìm ra một cái mẫu, một cái gian hàng mà các bạn thấy là cái phong cách này nó phù hợp
ở thị trường Việt Nam thì các bạn sẽ lấy toàn bộ cả một cái shop đấy về. Ví dụ nhé, bạn nhìn thấy không, ví dụ mình lấy ví dụ cho các bạn đây, ví dụ các bạn thấy là cái phong cách này như thế nào, đây ấn vào trang chủ cái này nhé, đấy các bạn thấy là phong cách ở đây thì nó rất là kiểu dành cho những cái bạn tuổi teen ấy, thích ăn mặc rộng rãi. Thì nếu mà các bạn thích cái phong cách này đúng không, thì các bạn có thể lấy toàn bộ những cái mẫu ở trong cái cửa hàng này đúng không, ở trong cái gian hàng như này để các bạn về các bạn triển khai nhá. Đấy thì các bạn sẽ chọn ra cho mình một hai cái nhà cung cấp đấy, thì ở trong những nhà cung cấp này thì họ sẽ có những cái gu thời trang của từng của họ đúng không ạ. Thì các bạn có thể bê cẩu hết, bê hết tất cả những cái mẫu này về và mình đặt xưởng ở Việt Nam và mình sản xuất theo cái phong cách này đấy. Nếu mà thị trường Việt Nam đón nhận thì các bạn sẽ có một cái phong cái shop của bạn cũng có một cái phong cách riêng, phục vụ cho một tệp đối tượng khách hàng riêng. Ok chưa ạ? Ok, tìm ra được một nhà cung cấp sản phẩm hot theo phong cách mình thích nhá. Ok, xong rồi đặt xưởng Việt Nam, đặt xưởng Việt Nam sản xuất. Đấy thì có hai cái cách là như thế các bạn. Và thứ ba nữa là đấy, thứ ba là bây giờ không muốn nhập hàng Trung Quốc đúng không ạ, cũng không muốn muốn là lấy mẫu Trung Quốc, thì có cách thứ ba là cách nó an toàn hơn một chút, đó là các bạn phải chấp nhận là các bạn đi tìm ra những cái nhà cung cấp đấy, tìm ra những cái đầu xưởng. Ví dụ ở trong Sài Gòn thì các bạn phải đi, ở trong Sài Gòn mình thấy là rất là nhiều xưởng sản xuất thời trang rồi, ở đấy thì họ có những cái mẫu sẵn đây, có những cái mẫu sẵn đấy, thì các bạn có thể đến đấy để các bạn xem nhá. Các bạn xem ví dụ các bạn ở đầu Sài Gòn thì mình có một cái anh bạn này ở trong Sài Gòn này, đây mình viết lên trên đây luôn. Đây mình không nhớ hôm trước là anh ấy gửi cho mình một số mẫu. Các bạn đợi tí nhá. Đây ví dụ như đây là anh Nguyễn Đức Thành thì anh ấy ở trong đây, các bạn đợi mình một chút, mình sẽ đây ví dụ như đây là anh Nguyễn Đức Thành thì anh ấy ở trong Sài Gòn thì anh ấy có sẵn những cái mẫu quần áo như này rồi đấy, xưởng anh ấy thì là anh đã làm sẵn rồi đấy, hình ảnh đã chụp sẵn rồi, thì việc các bạn là chỉ việc đến đây để lấy những cái mẫu có sẵn này ở trên đấy và các bạn bán thôi. Thì họ đã có sẵn hình ảnh, có sẵn mẫu rồi thì anh ấy đang đang báo giá rất là tốt này. Đây này các bạn nhé, nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể liên hệ với anh này, đọc mật khẩu này, cứ pass thầy Cường Eagle là sẽ được giảm giá như tổng buôn luôn. Đây nha, mình ghi ở trên đây. Ví dụ đây là các mặt hàng về thời thời thể thao thì mình cũng có trách nhiệm là mình cố gắng là mình kết nối cho các bạn thôi, kết nối cho các bạn để các bạn có thể tìm ra được những cái nguồn sản phẩm đúng không? Đây là anh ấy bảo là đọc pass đây này. Đọc mật khẩu nha, các bạn liên hệ đến cái bạn trợ lý này và đọc cái mật khẩu này đấy thì sẽ được giá tốt nha. Mật khẩu là thầy Cường Eagle. Đấy, thầy Cường Eagle là lấy ít thì cũng được giá như tổng buôn đấy, đặt gia công số lượng sẽ có yêu cầu ít hơn, chăm sóc tốt hơn đấy. Thì các bạn có thể, mình sẽ cố gắng là kết nối cho các bạn thật là nhiều những cái nguồn hàng, thật là nhiều những cái sản phẩm để các bạn có thể trong giai đoạn đầu các bạn có được những cái bước đà để các bạn có thể bán hàng và kinh doanh ở trên Shopee một cách hiệu quả hơn. Đấy nhá, thì có ba cách triển khai, thì mình khái quát lại ba cái cách triển khai này. Một, cách đầu tiên đó là nhập hàng thẳng từ Trung Quốc về Việt Nam, lấy hình ảnh, lấy video của họ đăng lên Shopee và bán và ăn chênh lệch đúng không ạ? Ví nhập ở Trung Quốc là 50.000 thì về Việt Nam có thể bán 6 đến 70.000 hoặc là bán 80 90.000. Còn cách thứ hai là mình tìm những cái nhà cung cấp đấy, những cái nhà cung cấp, những cái gian hàng họ đã có những cái mẫu rồi, có phong cách rồi, các bạn thấy là đẹp, hình ảnh tốt rồi thì các bạn bê hình ảnh đấy về Việt Nam và đặt ở xưởng Việt Nam sản xuất. Và cách thứ ba là tìm ra những cái xưởng ở Việt Nam, thì tìm ra những cái xưởng này thì nó sẽ phụ thuộc vào các bạn ở rất là nhiều những cái địa điểm khu vực khác nhau đúng không ạ? Ví dụ ở Sài Gòn, ở miền Trung, ở Hà Nội đúng không ạ? Thì nó sẽ có những ở Hà Nội thì các bạn có thể
đi tìm ở những cái đầu mối, những cái xưởng ở Ninh Hiệp hay là ở Bắc Ninh đúng không ạ? Thì mình sẽ cố gắng là kết nối cho bạn những cái đầu xưởng đấy để các bạn có thể là tìm ra được. Đấy, các bạn phải dành thời gian, chứ còn các bạn phải dành thời gian để các bạn đi xuống tận xưởng đúng không ạ, để xem mẫu của họ xem như thế nào, đường may của họ ra sao đúng không ạ, để các bạn có được những cái mẫu. Các bạn họ có sẵn mẫu rồi thì các bạn chỉ việc là họ, nếu mà họ có ảnh rồi, họ có mẫu rồi thì các bạn chỉ việc nhập về các bạn bán thôi. Còn tất nhiên là khi mà mình nhập trực tiếp mẫu ở xưởng ấy thì bao giờ giá nó cũng sẽ cao hơn một chút. Nhưng mà mình theo mình các bạn ấy, trong thời gian đầu các bạn đừng có căn ke quá về giá, các bạn cứ chấp nhận mình nhập giá cao đi. Về sau mình bán được thì mình sẽ bây giờ mình chấp nhận giá cao thì mình lợi nhuận mình mỏng đi nhá, đúng không? Bây giờ ví dụ các bạn nhập ở xưởng họ có sẵn rồi, họ bán 50.000 cho bạn, đúng không? Thì bạn cũng lên Shopee các bạn chỉ bán 70.000 thôi chẳng hạn, là ví dụ như các bạn chấp nhận ăn lãi mỏng đi một chút để các bạn bán được hàng đã. Sau khi mà các bạn đã làm quen rồi, các bạn bán được hàng rồi, những mẫu nào mà các bạn thấy là tiềm năng thì các bạn sẽ đặt xưởng riêng sau nhé. Chứ lúc đầu thì vốn ít thì các bạn cái hình thức là mà làm kiểu cộng tác viên như này vẫn là an toàn nhất nhé. Để các bạn thứ nhất là các bạn biết cách bán hàng đấy, biết cách vận hành một cái shop trơn tru đã, rồi về sau các bạn sẽ nhập số lượng lớn thì các bạn tối ưu. Lúc đấy thì các bạn có thể là đặt xưởng đúng không ạ, thì những cái bước đấy nó sẽ dần dần ở về sau này. Còn bước đầu thì cố gắng là cộng tác viên thôi. Còn các bạn nào mà đã tự tin về, thứ nhất là gu thẩm mỹ của mình, gu thời trang của mình nhìn thấy mẫu nào là mình biết mẫu đấy có thể bán được, thì các bạn có thể là tìm ở bên Trung Quốc rồi có thể đặt xưởng Việt Nam với số lượng lớn luôn. Đấy thì đấy là những cái cách mà chúng ta sẽ triển khai những cái mặt hàng thời trang ở trên sàn nhá, triển khai mặt hàng thời trang ở trên sàn. Ok, thì trong video này thì nó cũng khá là dài rồi. Thì chúng ta sẽ đi phân tích những cái mặt hàng giày dép, túi xách, phụ kiện thời trang, đồng hồ ở video tiếp theo. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.